em hôm nào rảnh sắp xếp đi du lịch đi. Em muốn đi lắm rồi. Thì em cứ sắp xếp đi. Chỗ nào đẹp thì mình đi. Nhưng mà anh toàn bận suốt thôi. Đến thời gian gặp nhau bình thường còn khó nữa mà. Thì bây giờ em phải thông cảm cho anh chứ. Anh là giám đốc của một công ty lớn. Ở dưới anh có bao nhiêu nhân viên nữa. Thế nên là... Anh chỉ toàn lý do thôi. Thế anh vì nhân viên, vì công việc của anh đi. Anh yêu em làm cái gì? Hoàn cảnh công việc của anh nó thế. Chứ anh có muốn đâu. Thôi, anh hứa, tháng sau anh bù. Mà có vẻ em thích cái túi Chanel nhỉ. Tí nữa về, anh đưa em đi mua luôn. Anh hứa đấy nhá. Em thấy, anh đã để em thiếu thốn cái gì chưa? Mà, tí mình đi tâm sự tí nhỉ. Nửa tháng nay rồi, em tính để cho anh mốc đấy à? Anh, chỉ thế là nhanh thôi. Thôi được rồi, bây giờ anh đi vệ sinh, thanh toán tiền, rồi mình đi, nhá. Mình đi thôi em. Vâng. Đi. Cường, giờ này còn chưa đi ăn đi à? Em đang chờ Tuấn đi ăn về rồi nó thay ca cho em mà lâu quá. Thế thôi, chú đi ăn đi, để anh trông cho. Thế có được không ạ? Trời ơi, ngày xưa anh làm trùm ở cái vùng Lễ Tân đấy cơ mà. Vâng, thế thì anh trông cho em một lúc nhá. Thằng Tuấn chắc nó cũng sắp về rồi đấy ạ. Đi ăn đi còn về làm. Vâng ạ. Đến nơi rồi em. Ngày trước ấy, anh định đầu tư 4 tỷ vào cái khách sạn này đấy. Nhưng mà do anh không muốn làm nghề dịch vụ nên thôi. Ui, cái khách sạn này xịn sò quá anh nhở. Thế thì sao nữa. Anh định đầu tư mà lại. Đi đi. Ê cô. À dạ. Anh đến tìm gì hay là đặt phòng ạ? Mày cho anh book một cái phòng mà view nó đẹp nhất, xịn sò nhất ở cái nhà nghỉ này cho anh. À, để em tìm xem nào. Đây rồi. Em còn một phòng đúng ý anh luôn. Xịn, đẹp, sang. Nhưng mà anh thuê mấy ngày ạ? Anh chỉ thuê một vài tiếng thôi. À, xin lỗi anh. Bên em không cho thuê theo tiếng ạ. Cái gì mà không cho thuê theo tiếng? Tao có phải là trâu đâu mà tao thuê một ngày. Anh chị thông cảm. Từ trước đến giờ, khách sạn của em không cho thuê theo giờ ạ. Cái khách sạn này buồn cười nhỉ? Hay là mày muốn kiếm chút tiền riêng? Để định lớn lẹo đi à? Dạ không anh ạ. Nhưng từ trước đến giờ, bọn em mở ra là để phục vụ khách du lịch. Cho nên không cho thuê theo giờ ạ. Thôi mày bớt lì lẽ đi. Thế mày muốn bao nhiêu tiền một giờ? Tao trả. Dạ, em đã nói rồi ạ. Bọn em không cho thuê theo giờ ạ. Thôi được rồi. Tao thuê nguyên một ngày. Bao nhiêu tiền? Tao trả. Dạ thưa anh, giá là 5 triệu một ngày ạ. À, tao có cái... Cái gì ạ? Mà thôi, tao không thuê nữa. Tao dùng có mấy tiếng mà bắt tao thuê một ngày là sao? Đi thuê. Đi cũng anh ngại bảo sư. Có mỗi cái việc thuê phòng mà anh cũng lằng nhằng. Đâu phải tại anh đâu. Tại cái thằng Lễ Tân đấy chứ. Nó cứ loanh qua loanh quanh này không thích. Anh không thích hay là do anh tiếc tiền? Đùa, anh là ai? Anh là giám đốc của một cái công ty lớn. Đã khách sạn còn con này, anh mua lúc nào chả được. Thật hay đùa thế? Anh đùa em làm cái gì? Em cũng biết anh là ai rồi đúng không? Thì tại em thấy anh cứ ngập ngùng khi nó báo giá. Nên là... Tại nó lòng vòng, làm anh bất hứng nên anh mới thế đấy. Thế sao anh không thuê luôn cả ngày? Thuê cả ngày rồi mình ở vài tiếng mình đi ra cũng đâu có làm sao đâu. Thì lúc đầu anh cũng tính thế. Anh đã bảo rồi còn gì. Do thằng Lễ Tân nó lòng vòng nên anh mới thế. Thôi mình về vậy. Thôi, em cũng rõ đấy nhở. Tí nữa anh bù cho em cái khác. Tí nữa về ấy,
Em thích order cái gì em cứ order luôn cho anh. Thật thế ạ? Ừ, em nghĩ anh đùa em đấy. Thế tí về em order nhá. Ok luôn, đi thế. Xe đẹp thế nhở? Anh thích mẫu xe này à? Ừ, nhìn vừa đẹp vừa sang em ạ. Mà sao anh không mua luôn đi? Tại anh chưa có thời gian đi xem với cả đi mua đấy. Em nghĩ mà xem, anh bận từ sáng đến tối như thế thì làm sao có thời gian được. Đúng nhở? Đẹp thế nhở? Thằng Tuấn chưa về à anh? Anh vẫn chưa thấy nó về. Cái thằng này chắc nó lại đi chơi với người yêu nó mới quen rồi. Thôi xem nào, gọi nó về làm việc đi nhá. Vâng ạ, thế để em gọi nó về. Mà từ nãy giờ có việc gì không anh? Cũng chẳng có gì đâu. Mà gọi nó về làm đi, anh đi có việc bây giờ. Dạ vâng ạ. Ừ. Anh làm cái gì đấy? Mày ra đây làm cái gì? Bị đuổi việc rồi à? Tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh làm cái gì cái ô tô đấy? Đây là ô tô của tao. Tao đang xem vài vết xước ở xe. Sao không? Thế à? Thế thì anh đã tìm được vết xước nào chưa? Thấy hay không ấy, không phải việc của mày. Mà hôm nay mày ám tao hơi nhiều đấy nhá. Đừng để tao phải cáu. Anh ăn nói cho nó cẩn thận. Tôi không biết ở ngoài xã hội anh có vai vế như thế nào, nhưng mà trong cuộc nói chuyện này ấy, anh đang thiếu tôn trọng tôi đấy. Này, việc gì tao phải tôn trọng mày? Mày đừng để tao vào khách sạn kia, gọi quản lý của mày ra đuổi việc mày đấy nhá. Anh có quyền gì mà đuổi tôi? Tao có tiền, được chưa? Sao không? Tôi chẳng sao cả. Tôi chỉ cần anh ấy tránh xa cái ô tô của tôi ra. Cái gì cơ? Tao đã bảo cái ô tô này là của tao rồi. Cái này tốt đẹp như mày ấy, cày cả đời cũng không mua được cái bánh xe của nó đâu. Ở đấy mà xe của tôi. Được rồi, nếu đó là xe của anh ấy thì phiền anh đánh cái xe đi, vì đây là chỗ để xe của khách sạn của tôi. Vừa nãy ấy, tao định để ô tô ở đây để vào khách sạn của mày, nhưng vì mày lằng nhằng quá nên tao để xe ở đây sang khách sạn bên cạnh để nhờ tí có được không? Nhưng đây là chỗ để xe của khách sạn chúng tôi, anh không vào ấy thì không được để ở đây đâu. Thằng chó này, mày lằng nhằng thế nhở? Chó con lại. Anh làm cái trò gì đấy? Tại sao? Tại sao mày lại có tập tài liệu mật của tập đoàn Habi? Anh cũng biết đến tập đoàn Habi à? Anh Trung, không phải là anh cũng làm ở tập đoàn Habi à? Hóa ra là anh cũng làm ở Habi à? Đây là tập tài liệu của các quan chức cấp cao mà. Tại sao mày lại có được? Tôi là chủ tịch của tập đoàn Habi. Và khách sạn này cũng là của tôi. Anh có gì mà ngạc nhiên thế? Mày mà là chủ tịch á? Nếu như cậu không tin ấy, cậu gọi điện cho cấp trên của cậu xem. Alo anh Nam à? Em Trung đi ạ. Dạ vâng ạ. Anh cho em hỏi, có phải chủ tịch tập đoàn của mình có một cái khách sạn ở bên bán đảo Linh Đàm đúng không ạ? Sao em lại không biết ạ? Dạ vâng, em xin cúp máy đi ạ. Hóa ra cấp trên của cậu là giám đốc Nam à? Alo, giám đốc Nam ạ. Có phải ở bên cậu có một nhân viên tên là Trung không? Cậu đuổi việc cậu ta và tìm người thay thế. Lý do tại sao ấy, ngày mai tôi sẽ nói chuyện trực tiếp sau. Hóa ra anh chỉ là thằng nhân viên quen.
Thế mà anh dám lừa tôi, bảo là anh là giám đốc này, giám đốc nọ. Tôi đúng là ngu mà. Từ giờ cút xa tôi ra. Em, anh, em xin lỗi, anh cho em một cơ hội được không ạ? Khó khăn lắm em mới xin được vào chỗ mình làm. Bây giờ anh mà đuổi em thì em chết mất. Cho cậu cơ hội để cậu đi sỉ nhục người khác à? Cậu tránh ra đi. Anh, em xin anh, em hứa từ nay sẽ thay đổi ạ. Quá muộn rồi cậu Trung ạ. Cậu biết đấy, cuộc đời ấy có lúc lên voi xuống chó. Nếu như hôm nay cậu không biết tôi là chủ tịch thì cậu sẽ tiếp tục khinh thường và sỉ nhục tôi đúng không? Cậu khinh thường người khác vì cậu nghĩ cậu có tiền. Được, từ hôm nay để xem cậu còn khinh thường ai được nữa không. À, tôi mượn cái xe đi công việc nhé. Anh, anh.